dẫn cách bảo quản đúng cách để tủ bếp luôn bền đẹp. Tủ bếp là tâm điểm của mọi nhà bếp. Vì vậy, khi chúng bẩn, mọi người sẽ chú ý. Dấu vân tay, mảnh vụn thức ăn và dấu nước là thủ phạm chính. Nhưng vết bẩn cứng hơn có thể tích tụ theo thời gian. Điều đó gây bất tiện cho người sử dụng. Để tránh trường hợp phải bỏ đi chiếc tủ bếp, thì blog nội thất đẹp xin chia sẻ đến bạn cách bảo quản các loại tủ bếp để luôn bền đẹp nhé. Đầu tiên là cách bảo quản tủ bếp gỗ tự nhiên. Tủ bếp gỗ tự nhiên có nhiều tính năng vượt trội so với tủ bếp gỗ công nghiệp. Vì vậy, đây là loại tủ bếp được rất nhiều gia đình lựa chọn và sử dụng. Tủ bếp gỗ tự nhiên rất bền chắc và chịu được lực tốt, khả năng chống ẩm cao. Và để có thể giữ được những tính năng đó, bạn cần phải biết cách bảo quản đúng cách tủ bếp bằng gỗ tự nhiên của mình nhé. Và sau đây là một số cách bảo quản cơ bản. Đầu tiên là vệ sinh những nơi ẩm thấp của tủ, những khe hở rất dễ đọng nước gây mục tủ. Lau chùi những vết bẩn cứng đầu trên tủ bằng những nước lau chùi chuyên dụng cho đồ gỗ. Hạn chế lấy khăn quá ướt để lau chùi. Nếu bạn lau bằng khăn ướt thì hãy lau sơ qua một lần bằng khăn khô để tránh bị thấm nước nhé. Tiếp theo là hút bụi trước khi lau để bụi không bám vào tủ. Và vị trí đặt tủ bếp cũng rất quan trọng, bạn cần đặt đúng vị trí khô thoáng, có ánh nắng mặt trời và cửa sổ như ánh sáng không được quá gắt. Tiếp theo là sử dụng các vật che chắn dầu mỡ khi nấu nướng cũng sẽ giúp cho tủ bếp nhà bạn bền bỉ hơn. Mùi dầu và mùi thức ăn qua thời gian cũng sẽ ám vào tủ bếp gây mùi khó chịu, nên trang bị một chiếc máy hút mùi là điều không thể thiếu trong căn bếp của nhà bạn. Tiếp theo là cách bảo quản tủ bếp gỗ công nghiệp. Tuy tủ bếp gỗ tự nhiên bền và chắc hơn gỗ công nghiệp nhưng mà giá thành khá cao. Vì vậy, tủ bếp gỗ công nghiệp được ưa chuộng hơn hẳn so với màu sắc đa dạng và khối lượng nhẹ. Nhưng việc bảo quản tủ bếp gỗ công nghiệp cũng cần tỉ mỉ và kỹ càng hơn. Nói về cách bảo quản cơ bản của tủ bếp gỗ công nghiệp thì các bạn cần chú ý. Các đồ nấu bếp phải lau chùi thật khô hoặc là để ráo mới được cất vào tủ. Độ ẩm là vô cùng quan trọng với tủ bếp gỗ công nghiệp. Gỗ công nghiệp rất dễ bị ảnh hưởng bởi nước gây ra những vết phồng rộp gây mất thẩm mỹ. Bề mặt của gỗ công nghiệp rất dễ bị chảy xước, vì vậy khi lau chùi còn phải cẩn thận, dùng khăn mịn, mềm để lau tủ. Bạn có thể dùng quần áo cũ với chất liệu cô tông để lau, trước khi lau hãy vò cho vải thật mềm nhé. Hoặc bạn có thể tránh va chạm sẽ làm cho tủ bếp của bạn sẽ bị biến dạng. Cần bảo quản bếp định kỳ để kịp phát hiện những chỗ hỏng hóc của bếp. Và khi có thể, hãy để tủ bếp của bạn tránh ánh nắng trực tiếp hoặc là đóng rèm cửa vào thời điểm nắng nhất trong ngày. Ánh sáng mặt trời trực tiếp sẽ khiến cho tủ bạn bị xỉn màu theo thời gian đó nha. Và tiếp sau đây là một số mẹo vặt dùng để bảo quản tủ bếp. Đối với các vết bẩn lâu ngày, dùng bia thấm lên khăn rồi sau đó chà lên mặt gỗ nhiều lần. Bia là một nguyên liệu dùng để đánh bóng đồ gỗ cực kỳ tốt. Đối với đồ gỗ mà không đánh vệt ni thì bạn pha giấm với tỷ lệ là 1:3 rồi chấm lên gỗ. Sau đó dùng vải mềm thấm nước, trà tươi hoặc là trà đặc lau vài lần là được. Với những vết bẩn do trà cà phê thấm lâu ngày trên tủ bếp thì bạn cần trộn bột mì với dầu ăn rồi trộn cho đều, thoa lên chỗ bẩn rồi dùng khăn mềm thấm nước lau cho sạch. Dùng sữa bò tươi hoặc là trà xanh thấm vào khăn rồi lau lên bề mặt vệt ni của tủ bếp bằng gỗ tự nhiên sẽ giúp cho bề mặt luôn sáng bóng đó nha. Hoặc bạn có thể trộn baking soda với nước theo tỷ lệ là 2:1, áp dụng vào vết bẩn và chà nhẹ cho đến khi nó biến mất nha. Ngoài ra dùng kem đánh răng cũng rất hiệu quả trong việc làm cho đồ gỗ bị ố vàng. Tuy nhiên bạn phải dùng lực vừa đủ để không làm hỏng bề mặt đồ gỗ. Và sau đây là một số lưu ý khi bảo quản tủ bếp bằng gỗ mà các bạn cần nhớ. Đối với dầu ô liu, dầu ô liu là một loại dầu không khô, nó sẽ hút bụi và làm cho đồ gỗ bị hỏng. Còn nếu như bạn sử dụng giấm để vệ sinh tủ bếp của mình thì mặc dù giấm là một chất tẩy rửa tự nhiên tuyệt vời, nhưng nó cũng là một loại axit. Nếu được sử dụng không pha loãng với nước, nó có thể làm hỏng lớp bề mặt của tủ bếp bằng gỗ khi tiếp xúc. Tuy nhiên, có rất nhiều mẹo để bảo quản tủ bếp gỗ tự nhiên, nhưng blog nội thất đẹp không thể khuyến khích các bạn sử dụng thường xuyên. Bạn nên sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng cho tủ bếp để bếp luôn bền và mới nhé. Nói về cách bảo quản bề mặt đá của tủ bếp thì đá ốp bếp được chia làm hai loại là đá tự nhiên và đá nhân tạo. Đá là vật liệu chống thấm tốt hơn gỗ tự nhiên. Tuy nhiên bạn cũng đừng nên chủ quan trong việc bảo quản tủ bếp của mình nhé. Đá cũng sẽ làm hỏng rất nhanh nếu như chúng ta không biết cách bảo quản và sử dụng. Và sau đây sẽ là một số mẹo cơ bản để bảo quản mặt đá của tủ bếp. Là không được để nước đọng lại trên bề mặt đá sẽ làm giảm đi độ chống thấm của đá. Cấu tạo bên trong của đá là những lỗ khí rỗng xốp cho nên nước rất dễ thấm vào bên trong. Và để tránh bề mặt đá tiếp xúc lâu dài với chất tẩy rửa hoặc là đồ uống có cồn, nước ngọt, nước trái cây sẽ làm cho đá ốp bếp của bạn bị ố vàng, bong tróc làm giảm đi giá trị của căn bếp bạn. Bởi vì đá có phản ứng với các loại chất axit sẽ tạo nên những vết ăn mòn vĩnh viễn. Sau khi nấu nướng thì bạn cần phải vệ sinh sạch sẽ bề mặt đá ốp bếp của mình nhé. Và cách bảo quản kính ốp của tủ bếp luôn trắng sáng.
Tính ấm của tủ bếp giống như một vật bảo vệ căn bếp của bạn, cũng như là tăng tính thẩm mỹ cho bếp, cho nên được nhiều gia đình ưu tiên sử dụng. Luôn phải đối mặt với dầu mỡ từ thức ăn, cho nên kính ốp bếp dễ bị bẩn, nhất là trong các kẽ khó lau chùi vệ sinh. Vì vậy, làm thế nào để bảo quản kính ốp bếp đây ta? Kính ốp bếp là bề mặt chống thấm tốt nhất và bền bỉ nhất trong các loại. Bạn có thể dễ dàng lau chùi bằng bất kỳ chất tẩy rửa nào. Vì thế, nhiều người chủ quan không lau chùi kính ốp bếp thường xuyên, làm cho vết bẩn đồng lại. Một số chất tẩy rửa có sẵn trong nhà bếp như là nước rửa chén, kem đánh răng hay rượu trắng vân vân rất tốt cho việc lau chùi. Ngoài ra còn có những loại rau củ như là chanh, hành tây, củ cải trắng cắt lát sau đó chà lên cũng tốt cho việc khử mùi đồ ăn ám lên kính. Bạn không nên dùng lực quá mạnh để chà lên mặt kính, sẽ gây bong xước bề mặt nha. Nói về cách bảo quản phụ kiện kim loại đi kèm với tủ bếp. Các phụ kiện kim loại đi kèm với tủ bếp như là giá gia vị, xông nồi, dao thớt, ốp chén bát, chậu rửa tay, hơi tay nâng, tay trượt, đinh ốc bản lề vân vân được làm từ kim loại, cho nên rất dễ bị hỏng nếu như không được bảo quản đúng cách. Bảo quản phụ kiện bếp rất đơn giản như sau: định kỳ thường xuyên kiểm tra các phụ kiện bếp xem có bị lỗi hay reset không, không được để các phụ kiện bếp tiếp xúc với nước và phải giữ khô ráo, và một số mẹo để đánh bay vết ố trên bề mặt kim loại trong tủ bếp nhà bạn. Dùng bông gòn để thấm vào nước chanh tươi, chà lên vết ố rồi để nghỉ 5-10 phút, sau đó lau lại cho sạch nước chanh. Cách khác là dùng củ khoai tây cắt lát, dùng nhựa của chúng để chà lên kim loại bị hoen rỉ và đánh bóng bằng khăn mềm. Đối với các linh kiện như bản lề hay ray vân vân thì bạn lau bằng dầu máy, sau đó cho ít dầu nhớt để phụ kiện linh hoạt và chống reset nhé. Nói tóm lại thì cách bảo quản tủ bếp gỗ tự nhiên và tủ bếp gỗ công nghiệp hầu như giống nhau. Cho dù bạn dùng loại tủ bếp nào thì việc hư hỏng là khó tránh khỏi. Mặc dù việc bảo quản tủ bếp có vẻ rất tốn công và cầu kỳ, nhưng nó được thực hiện dễ dàng với các thành phần có ngay trong bếp. Đừng để cho đến khi tủ hỏng thì bạn mới đem đi sửa, sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc đấy nha. Lau chùi tủ bếp thường xuyên để bảo vệ lớp áo bên ngoài của tủ bếp không bị hư hỏng nào. Và trên đây làm chia sẻ một số kinh nghiệm bảo quản tủ bếp nha bạn. Và hy vọng với những chia sẻ này thì các bạn sẽ có thêm những mèo hay trong việc bảo quản tủ bếp nhà mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký, like, share, nhấn chuông để nhận thêm nhiều video chia sẻ kinh nghiệm hữu ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.